clip đó. Thì tụt cái clip nó xuống giùm Út. Lâu rồi mới. Cái clip đó cũng lâu rồi. Nhiều quá. Đâu không quên. Phải hỏi rõ mới được. Rồi như thí dụ mà như mức mắt Út bây giờ nó hơi mờ rồi, Út không có thấy chữ rõ, thành ra chữ Út không có đọc, Út coi hình thôi. Thí dụ mà gắn cái tấm hình mà chim sâu chỉ Út được không? Út cũng có chính xài hình cho chim sâu chỉ Út vậy. Giờ cậy nó đi, nó chỉ Út nhiều nó chỉ, Út không nói. Ý là chỉ. Nhưng mà Út yêu cầu Út không có, ví dụ có chuyện gì có thì cứ việc ghép vô, còn nếu mà không có, Út yêu cầu đừng có ghép vô vậy thôi. Nhưng bữa nay là được đó, bữa nay Út nói đi, Út không biết thì Út ngồi nói chuyện sao thì mấy đứa ấy thì chạy cho Út chứ đừng có mà. Ừ thí dụ thêm bớt cho Út. Bữa nay lấy hình, bữa nay đâu không lấy hình cũ nè anh em. Quay mà cái thêm bớt miết Út sao Út không buồn được. À, quay Út á, là phải khẳng định Út là quay Út là Út phải có tiền à, mà anh thằng Quân là Út vui thôi hà à, bây giờ mà để Út chỉ đâu cũng được. Tư tưởng bây giờ là như vậy đó quý vị à, lên cộng đồng mạng rồi để bây giờ bà gọi tới là 3-4 kênh YouTube đó. À, tới cũng giống như muốn quay lại cái câu chuyện ngày xưa. Hôm qua là bắt đầu là bà là một trong những cái loại cúng khai trương, cúng khai trương cho cái hành trình quay lại cộng đồng mạng anh mày. Vì bây giờ những cái trend khác là cái mấy cái đứa này nó quay là không còn view nữa. Bây giờ nó phải quay lại chỗ bà Út gà để nó câu. À. Làm ấy gì mà kỳ vậy? Mình mà nói thật sự quý vị, mình là một con người mà đàng hoàng tử tế thì thôi nó đã qua cái nuột đấy thì thôi đừng có mong là quay lại cộng đồng mạng để kiếm ăn. Cái bài đó là học đúng cái bài của Trọng Súng luôn quý vị. Cứ là mẫu lần mà nó thật sự gia đình Trọng Súng mà quay lại cộng đồng mạng chắc ăn rằng nó sẽ có một cái sự mà nó ấn tượng nào đó để cho người ta quan tâm. Hai vợ chồng không kình lộn thì thật sự cũng chia tay chia chân. À, rồi không chia tay chia chân thì kiểu như là con cái cũng đi học mà không có tiền. À, còn con cái đi học không có tiền thì thật sự cũng phải là con đâu con yếu con đồ. À, cũng phải là anh gầm cầu ngủ bụi vậy. À, cái bài của Trọng Súng ngày xưa giờ như thế. Bây giờ Út gà này cũng vậy thôi. Anh quen nhịn không quen. Đúng đó. Anh quen rồi cho nên bây giờ là gọi là cái nhảy vô đó là cái lợi dụng vào tình thương của người ta. Chứ con người mà chỉ cần biết, con người không cần nhiều, chỉ cần có một cái tâm lòng tự trọng thôi. Là tôi nói là mộ nội cũng đội chú khô à, vàng có vàng mua cũng không được cái lòng tự trọng. Chứ đừng nói chi mà cái câu chuyện mà mang mặt lên cộng đồng mạng xích. Lòng tự trọng nó không có. Cho nên bây giờ bà nghĩ rằng á, là người ta thương bà, rồi người ta cho tiền bà là một trong những người là được nhận cái sự trợ cấp của người ta. Nhưng mà bà đâu có biết đâu. Thật sự người ta cho bà là nó thật sự người ta cho bà 1 đồng là bà nhục một chút. Người ta cho bà 1.000 thì bà nhục 1.000. Mình cũng như người ta. Cũng có đủ tứ chi đầy đặn mà bao nhiêu con người họ bất hạnh hơn bà nữa. Mà người ta cũng đi lao động người ta kiếm ăn. À, bây giờ bà ăn mà bà thật sự bà ăn xong bà cứ nằm ở nhà. Bà ngấm ngầm vào đồ của chim sâu. Đồ chim sâu xem như là bà bán bà ăn hết rồi bà đuổi chim sâu ra được. Bây giờ bà ngắm hết tất cả mọi cái chi có cộng đồng mạng là cái nơi màu mỡ để bà kiếm ăn. Bà kiếm ăn là nhanh gọn lẹ. Bây giờ là xin thưa quý vị là chỉ có là cộng đồng thôi. Cộng đồng mạng là một trong những nơi mà kiếm ăn màu mỡ cho những kẻ lừa đảo. Những kẻ gọi là siêng ăn nhắc là. Quý vị vừa qua thấy cái vụ mà chỗ của Tà An đó. Cơ quan chức năng cũng đã có kết luận đó. Kiếm ăn trên không gian mạng bằng cách là lừa đảo một số người mà người ta yêu thương năm đứa trẻ. Số tiền mà thật sự quý vị mà gửi vào tài khoản của những con người này cực kỳ khủng khiếp. Riêng Trùng Dương không đó, đó là để cái thằng mà thật sự quý vị gọi là cái là tôm tép nhất trong cái chỗ là cái nhóm mà những người mà được ông Tùng Dân bắt đầu là ông gọi là ông tin tưởng đó. Riêng tài khoản nó có 17 tỷ. Nó làm cái gì mà có 17 tỷ, ngày nào nó cũng ăn, nó nằm miết trong cái chỗ là cái chỗ mà cái động đế đó hết thì làm gì cái chuyện tiền đâu, nó có 17 tỷ. Đấy không? Nhưng trong tài khoản nó có 17 tỷ thì chúng ta thấy rằng một trong những cách mà lên không gian mạng để kiếm ăn bằng cái tình thương của khác là một trong cái rất nhẹ nhàng mà nó lại hiệu quả. Chỉ cần lên là nó ngon, nó ngọt, nịnh một chút thôi, góp gió thành bão thôi. Ngừ chuyển 500, ngừ chuyển triệu, ngừ chuyển cả ngàn đô, xin thưa quý vị. Ở tài khoản là ngày nào cũng tiếp.
Lên không gian mạng là một trong những cái nơi, xin thưa quý vị đó, à, mà chỉ cần nó lợi dụng vào cái lòng thương của khác, là một trong những nơi cực kỳ màu mỡ cho những kẻ mà thật sự siêng ăn nhắc là nó phủ sóng toàn cầu mà. Chỉ cần mà ai mà tiếp cận được mà thật sự người ta u mê, người ta tin một cái là cái tiền mà dục vô thôi. Cho nên cũng chính từ cái tâm lý đó mà Út Gà cũng như vậy. Út Gà bây giờ đó, à, bây giờ là dùng chẳng qua là thật sự quý vị bình cũ mà rượu mới thôi, cho nên đâu có gì thay đổi đâu, nó đâu có gì khác đâu, đúng không? Bây giờ bà cũng lên cũng là thật sự cũng là giá trò giá cánh như vậy đó, rồi người ta thấy người ta cũng phải giúp thôi. Thành thói quen, ăn quen thành thói quen, nhịn không được. Mình tử tế đàng hoàng dữ không? À, mình không đánh bài thì thật sự dễ gì mà ai nói mình đánh bài. Đó. Tại vì cái câu chuyện này nè là nó liên quan tới 32 lá hoặc là mấy chục lá thì không biết. Thì nó phải cái câu chuyện nó lên hình thumbnail á, nó phải có dính cái bộ đó vô. Nhưng mà không có, mà gài ví dụ bây giờ gài nguyên cái bàn bàn cái bàn bài đó, nó còn gài thêm cái hình mà cái bên nữa đâu, không chịu gài đâu, gài gài Út còn ngay giữa kìa, không chịu cái đó thôi. Tất nhiên là trên cộng đồng là nói là Út có như vậy mới làm lên như vậy, đặc biệt nó mới hôm qua hay gì đó, Út không có chịu cái đó thôi. Tại trên YouTube có đâu không biết đứa nào giờ, mấy đứa ấy thì mấy đứa nào có quay thì giờ yêu cầu bỏ cái clip, xuống cái clip đó giùm chú. Bản thân mình cũng ham vui, rước nó tới chơi, rước tới để quay để mình cũng kiếm ăn. Tôi nói thật sự chỉ cần những con người thông minh là biết cái bộ YouTube này nó như thế nào rồi. Tôi nói hàng xóm đó, hôm nay cũng có một cô ở khu vực đó cũng điện cho tôi. Nói cũng rất nhiều. Liên quan đến là lịch sử bà này sao sao là nói cũng quá trời. Mà cái này xin thưa quý vị, nói thì mình lấy tay mình nghe thôi, vì cái này là liên quan đời tư của bà thì mình cũng không thể mà công bố trên không gian mạng. Nhưng tôi nói nếu mà cái vấn đề này đó mà công bố trên không gian mạng, tôi nghĩ là chắc chế cộng đồng. Người ta kể những câu chuyện mà xin thưa quý vị, mình kể như là có tay mà thật sự không dám nghe, liên quan bà Út Gà. Mà đây nó liên quan đời tư của bà thì thật sự là tôi cũng phải bó tay thôi, vì mình không có được quyền mà đăng tải đời tư của người ta lên không gian mạng. Thế còn những câu chuyện mà bây giờ đó, cũng chính cái miệng bà nói nè, ở trên cái clip của tôi, tất cả những cái mà trong cái quá trình tôi lên tôi live stream đó, là quý vị thấy vì sao mà tôi phải diễn giải từ chính những cái lời của những người nhân vật. Vì đó là những lời của họ. Những lời đó là những lời của họ. Đó, mà mình cảm thấy rằng nó không có phù hợp thì mình lên mình nói thôi. Chứ còn bây giờ mà tung cái đời tư của bà lên, nếu mà được phép tung đó, là thật sự quý vị, tôi nghĩ rằng bà này không còn cái mặt mũi nào bà ngồi lên không gian mạng nữa. Người ta kể những câu chuyện mà xin thưa quý vị, mình có tai mà còn không dám nghe. Về Út Gà, nghe nó gọi là nó khiếp lắm. Người trong gọi là trong hàng xóm của bà đó. Nào sao đây? Lần cười với kia không nói thiệt, không có kiện cái gì đâu, có để được cái kiện cái gì á, lần bài tôi đâu có không biết đứa nào để. Tại vì mấy cái chữ mà để tên mấy đứa quay đó là nhỏ mà không có thấy, không phải coi cái tên mấy đứa quay sao quay. Út cũng vẫn vui, Út nói thiệt lại đây, đứa nào lại đây quay Út cũng mừng, cũng vui chân. Nhưng mà yêu cầu đừng có thêm bớt chỗ thì thôi, Út nói sao thì cứ việc nói vậy. Trời ơi, nó tới nó quay nó thằng tài của bà chứ sao không vui. Ê, mình lớn tuổi đâu, mình đẹp đẽ gì mà để mà ngồi chừng ướng như một con ếch bà để cho nó quay. Mình không cho nó quay thật sự nó không thể nào thêm bớt. Do mình cũng sướng, mình cũng là tin tưởng rằng bay quay rồi bay có phim tao có tiền. Đó. Rồi mình mang cái mặt mình lên để mà đánh đổi danh dự. Thế còn mình không cho nó quay, ông nậu đứa nào dám quay. Ê, đứa nào quay mà nó không có quay bay tới bay chơi thì cái rót nước trà mà uống. À, chứ bay đừng có quay bà, đừng có quay Út. Vì Út bây giờ mới Út ú dột lắm rồi. À, cứ lên là ông đời thường, ông thấy cái mặt Út là ông chữ như mà thật sự đó. Ê, như mà cái là bánh bao đó. Mà bây giờ cái quay miết hàng ngày vậy.
do mình thích người ta mới quay chứ. Đây là đôi bên cùng có lợi. Chứ đừng có nghĩ rằng trời ơi tôi cho các anh quay, các anh phải sử dụng hình ảnh tôi. Mình cho nó quay thì mình đồng nghĩa rằng mình đang bắt tay nó rồi. À, cho nó để một cái hình côm neo cho nó bét mắt thì tôi nghĩ cái chuyện cũng bình thường. Mà mình có không? Mình cũng có mà, đâu phải mình không có đâu. Dám thề không đánh bài không? Dám không? Đến bây giờ luôn đó, thật sự quý vị. Đến bây giờ luôn đó. Đó, nó ăn vào trong tận, trong xương, trong tủy bà những cái vấn đề mà đề đớm rồi bài bạc rồi cũng bà cũng từ lưa tứ đoạn trường vậy đó. Bà đâu phải là một trong những người mà lớn tuổi mà biết giữ khẽ đó. Đặt lên không gian mạng rồi đừng có để thế này thế nọ. Mình sống tử tế đi, mình không cho người ta quay thì người ta muốn để cũng không có cơ hội để. Tôi nói thật, do mình ưng, mình cho người ta quay thì mình cũng phải chịu. Cái bụng chơi bụng chịu chứ, la làm ra sớm gì. Mà con nói gì nè, tại vì á, nó trên cái câu chuyện nó có như vậy á, thì đôi khi á, nó hình tâm neo nó chỉ là cái hình ảnh minh họa thôi. Cái đó quan trọng là trong cái nội dung video á, nó có những cái gì nói nào cho ngay thì Út cũng không có ngành ba cái vụ này. Dạ, đó là thì Út coi sao thì Út yêu cầu mấy đứa vậy thôi đó. Chỉ nó mình nếu mà như mình gắn nét ít thì được đúng không? Lá thôi vậy cũng gặp đầu. Út không biết sao ít nhiều chỉ là một hai nữa là như yêu cầu mấy đứa quay trên chim sâu cái gì nói Út nói giờ người đó nàng qua đây Út nói thiệt Trường Thiên cái gì đó ơi. Tiếng tôi này ơi, cái hình danh này nó ghét Út tóc vàng, tóc đỏ đúng không ạ? Quay là người ta quay, mình cũng ngồi chưa hướng cho người ta quay. Để mà bây giờ gọi là cấm người ta đừng nên ghép hình. Trời ơi, cái clip mà đã vô tay nó rồi bây giờ nó thật sự. Nó ghen râu, nó vẽ râu rầm, nó để cho bà cũng được chứ. Với bản thân mình là đã đồng ý cho người ta quay. Mà bây giờ lên gọi là oan. Nhiều cái oan dễ sợ. Sống gì mà tôi nói thật sự quý vị, bây giờ mà cái tư tưởng quay lại để mà ăn mày trên không gian mạng. À, thằng con thì thật sự lúc chiều đã bả cũng đã nói rồi. À, thằng Lâm nó làm biến chứ còn chim sau nó bán được một ngày cũng được 100 tờ vé số cơ mà. Còn thằng Long chẳng lại bán không được. Thế tôi hỏi bây giờ cái tiền mà chim sau bán một ngày 100 tờ vé số đó rồi đứa nào nó há cái miệng nó ăn trong 100 tờ vé số đó. Có phải con của bà không? Mà bây giờ con của bà đi nhơ nhơ đó, đi nhơ nhơ gọi là đi chơi đi bờ như vậy. Rồi bà cứ bà lên mạng rồi bà bảo rằng không ăn gì của chim sâu, không sử dụng của chim sâu. Đấy con người mà xin thưa quý vị vừa nuốt đó rồi quên đó. Đó ăn xong rồi quẹt ngõ như gà như vậy, bảo sao cộng đồng mạng người ta không bức xúc. Còn bày đặt mâm cúng ra để cúng cho người ta khỏi chữ. Có một vị bắt đầu là vô kênh của tôi bình luận. Nó nói trời ơi do ông chữ nhiều quá cho nên bà cúng để mà cái nhà cho ông bớt chữ. Tôi nói an tâm đi. À, hôm nay mà nó thật sự đó. À, để cho bà Út bà cúng mà tôi bớt chữ đó. À, là nó thật sự là thôi tôi cũng ráng tôi lên. Nay là cũng muộn rồi nhưng mà ráng lên để mà rặn rặn cho bà khoảng là tầm 50 phút vậy đó. Để cho bà chừa. Mình không muốn người ta không chữ là mình sống phải cho nó đẹp. Để sống cho cái đạo đức. Sống đừng ăn giật, đừng có gọi là lừa một cái con bị bệnh tâm thần thì ông nậu ai đâu chữ. Muốn người ta chữ cũng khó. Bây giờ mình sống thật sự nó vừa lầy vừa nhớt vừa tham lam vừa ích kỷ đủ tất cả kiểu. Bây giờ bản thân mình mà người ta gọi là tứ đoạn trường, cái mâm nào mình có hết trơn. Mà bảo người ta không chữ thì mình đừng có lên mạng. Mình đừng có ăn mày. Thì ai đâu chữ mình. Bản thân mình đã đưa cái mặt lên mạng rồi vẫn phải chấp nhận. Nó làm những cái câu chuyện mà cái như là bà muốn rằng tuyệt đối là người ta yêu thương bà hết. Mà bà muốn là người ta yêu thương bà hết, bà xem lại cái nhân cách bà có xứng để người ta được yêu thương hay không. Nhân cách thì rẻ bèo. Nhân cách thì thật sự quý vị nó vô cùng là nó thối tha. Anh là tư tưởng anh dịch của người khác, lợi dụng một đứa bị bệnh
mà lên người ta nói tới trời ơi tại sao lại chữ tôi,